Thưa quý vị, bây giờ là ngày thứ bảy. Đặt cái này mình bỏ trở lại. Bỏ luôn da bỏ. Đó, có quy cầu tới lên rồi để lật bông nè. Lật bông để chuẩn bị ăn Tết. À, trồng được tính đây cũng khoảng được 3 tầng rồi đó. Được cây như đây là 3 tầng xuống giống. Cái dưới thấy tốt hơn cái này. Đứa bên nha. Thầy cái trên chỉnh cái tốt hơn cái này ạ. Ở trên kia trồng trước hơn anh này. Trồng trước 1 tầng. Một mũi dữ này nha. Ừ. Đó, quý vị nhớ ủng hộ nha. Tết, Tết nhớ ủng hộ. Không biết còn bỏ lên YouTube á nghe. Được 3 tuần rồi. Thế nào được 3 tuần rồi như đây nè. Từ lúc có cây giống tới giờ được 3 tuần. Hồi nãy thấy tính mua mà thấy nó eo ọt quá thầy. Dạ. Bốn năm năm nay có bột thính. Cây này á, cây này trồng sao ở dưới chùa trên kia 1 tầng. Đây có cô lọt lại. Tưởng qua đây làm gì đi lật bông. Đó, phải lật hết nè quý vị, có bông bao nhiêu là lật hết. Thấy chừng nào mà đó. Chừng nào trước khi gần Tết rồi. Tháng dạ. Đây có bao nhiêu là lạc hết. Lạc hết, lạc hết. Đủ rồi là lạc hết. Bông ở đây nó khác ở Việt Nam. Việt Nam là khoảng 5 nhánh, 5 cành gì đó rồi. Họ mới ở đây thì có ra bông là cái lạc à. Chứ còn Việt Nam là phải 5 đọt gì đó rồi mới lật một lần. Đây, cái lật hết rồi. Hôm nay tưởng lên làm gì vô cuộc lật bông. À, cái cô ăn mì gói không? Nấu nước à? Cái cô đâu có đói bụng không? Hả? Thôi ăn mì gói rồi. Cơm ở đây nè, cơm ở chùa luôn nè. Ăn mì gói ngon hơn. Cô quay nè. Để chừng hao hả con? Cái độ này nó cao. Ta là 40 độ đó. Này sắp về Việt Nam rồi nè. Đây chị Helen đây. Chị Helen đây. Hồi trước á, là chồng ở dưới kia. Bây giờ để ở đây. Thầy che cái màu đen vào nó nóng quá chịu nổi. Ừ, năm ngoái thất bại. Lần này nó sang tầng mà. Sang tầng. Lật hết. Rồi, được 5 phút rồi đó. Mùi thơm ha. Nó uống nó béo á, thầy cũng uống qua rồi. À nó béo. À, xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ nha. Mình là báo quý vị được 3 tuần á, đây được 3 tuần cây okay, được chiêu đây nè. Bây giờ tới đâu là cập nhật quý vị tới đó để cho quý vị biết cách trồng bông nhân thọ. Xin cảm ơn A Di Đà Phật.